5 tới 7, 55. 55 đầu tháng 55 tới cuối tháng 55 mới xong thằng thứ hai. Sao mà anh không nhớ vậy? Anh ơi quên á. Chuyện gì tôi quên á. Sao tôi có bầu mà tôi bỏ tôi đi rồi ai ai nuôi tôi? Cái bầu đó ai nuôi? À. Bài trở về thì mới có bầu chứ không phải là có bầu trước rồi đi. À phải rồi đúng. Nếu rồi. Nếu có bầu trước ai dạy gì đi? Đúng rồi. À, ai nuôi? Ai dạy mà đi phải không? Giang Trừng. Giang Trừng quá. Tức là lúc đó bà vẫn chưa yêu luôn. Chưa yêu. Rồi đến khi nào bà mới yêu không? Yêu thì không có yêu. Không yêu luôn. À theo đuổi mình khổ sở quá, đau khổ quá, lần lần cũng có nao nao lòng cũng thương thôi chứ không có yêu. À, ông bà có mấy người con? 8 đứa. Trời ơi không có yêu đó. Thằng xã tôi tuổi dần, tôi là con heo. Bởi vì cái khắc khẩu nó có cái chuyện kỳ kỳ lắm. Bây giờ tôi ngắt lời ông. Thấy không? Tôi ngắt lời ông. Hồi đó mới đầu á không chịu. Bác mà hỏi vậy bây giờ tôi tuổi dần, dữ dằn lắm. Ông có chịu nổi tuổi không? Tôi chịu hết. Không? À, có không? Có không? 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 Mà hỏi anh có không? Mà anh nói còn thương. Tại tôi làm tin. Rồi người ta bỏ ông. Ông mới trở về gia đình. Mà có không? Mà có không? Có chứ ông nói có. Cái chuyện mình tình yêu mà lắm lúc này kia nọ làm sao khỏi. Bởi vì làm trai mình đẹp trai mà thiếu gì tha thương mà không để ý. Nhưng mà hồi nãy anh kể với Nguyễn Linh là anh không có ai. Anh kể chặt quá khạch, chặt quá khạch. Không chỉ là lương tháng này kia không được. Rồi chặt quá khạch rồi. Ông bà kết hôn với nhau được bao nhiêu năm rồi? Là kết hôn hồi năm 16 tuổi. 16 tuổi, 17 tuổi có con. 16 bà kết hôn hả? Cái đó lâu rồi nha bà con. Lâu lắm rồi. Dạ, đó là vẫn được cho phép đó mọi người. Bà lấy chồng năm 16 tuổi. Ông năm đó là 18 tuổi. 18 tuổi. Như vậy là họ đã kết hôn 60 năm. Em ơi 60 năm. 60 năm cuộc đời. Ông bà ơi bây giờ mình quay ngược trở lại 60 năm trước. Cái ngày đầu tiên mà ông bà gặp nhau á, rồi ông bà ấn tượng với nhau như thế nào? Lúc đó tôi ở Sài Gòn là pastor. Quận mấy ông? Ông quận nhất, ba quận nhì, Trần Quốc Khải, Tân Định là quận nhì. Dạ. Tới mỗi năm là có cái lễ hội trong việc ái hữu. Cái khi mà cái lễ hội tan rã gặp nhau, tuổi trẻ chỉ chào nhau thôi. Gia đình bà con tới nhóm cưới hỏi. Ủa nhưng mà chào nhau một cái sao tự nhiên hỏi được chào không? Chào một cái đi qua cưới luôn hả? Dạ không, chào nhau rồi ba gia đình mai mối. Không phải. Ông để ý gì không? Ông cũng nói không phải đó. Nó chặt lắc à. Vậy sao bà? Phải không? Dạ. Đi lễ hội đó, hồi đó cúng đình đó, là cũng như là cúng rằm tháng 7. Trong cái hội đó bác mới đi đem bưng đồ ăn từ bàn từ bàn. Là bà má nuôi dẫn ông Mùi này đi. Nó nói à tôi có cái thằng con nuôi này tôi giới thiệu cho bà này. Đó giờ gặp nhau vậy thôi. Thì thấy ổng cũng đẹp trai. Rồi về đó thì ổng cũng đi xe đạp, tôi đi xe đạp tôi mới gặp ổng. Thì tôi quắt ông này này, ổng mới theo luôn tới giờ. Ổng mới theo luôn tới giờ. Trời đất ơi. Quắt cái là theo quá cái là theo đuổi lâu lắm. Ông ưa theo đuổi lâu quá. Rồi bà già mới thấy thương hại. Ông nói thôi bây giờ mày chịu ở rể tao gả cho con gái này. Đó, ổng chịu ở rể. Thấy chưa bà nói hay không? Chỉ có cái ngoắc thôi mà theo năm. Nhau cả cuộc đời luôn. Nhưng mà hồi đó là bác không có thương. Tức là bà không có thương. Ông thì chịu ở rể. Bà không chịu à. Không có chịu, bố bỏ đi. Rồi bà bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi. Trời ơi. Cái bà già bác khóc lóc quá. Bà nói mà bỏ nhà tao đi đó thì tao sẽ chết trước mặt mày mà không chịu. Rồi. Thì bỏ đi. Hồi xưa mà con gái cũng tự ái lắm, cũng giữ danh dự lắm chứ. Hồi mới 16 tuổi mà cái đi thưa tùm lum hết lên băng báo. Cái người bạn mới nói trời ơi bà đi về đi để cho bà già bà chết lên chết xuống nè. Ở nhà ổng đi tìm tùm lum hết. Hồi đó 16 tuổi là cũng tính ham chơi, ổng tưởng là đi ca sĩ rồi theo nghệ sĩ này kia. Ông tới bà không chịu bà bỏ đi ông có buồn không? Ông trời ơi, đòi tự dẫn chứ, đòi tự dẫn chứ.
buồn chứ còn nó thật ra không không có tự giận, là chỉ buồn thôi. Buồn thôi hả? À, buồn thôi chứ sao nãy bà nói kìa. Nãy người ta nói muốn tự giận luôn kìa. Tại người ta nghe tự giận nên người ta mới cưới đó. Bây giờ nói vậy chứ ổng cũng quên hết rồi. Ổng nhớ. À, cái chuyện từ xưa thì được con gái nhớ hơn. À, con gái nhớ hơn. Nói không? Vậy là, vậy đúng đó. Hơn mà nhớ đúng hơn. Sao có đám cưới. À. Cái bỏ đi lần nữa. Vâng. Sao đám cưới là đi lần nữa? Bỏ đi lần nữa ra Phan Thiết. Sao vậy? Thì đám cưới không thương mà. Chưa động hồng luôn là đi rồi. Có. Có động rồi. Có nói thiệt chứ. Cái này con hỏi con xin lỗi bà nha. Đám cưới xong cái động phòng chắc không vui quá rồi bỏ không đi. Không vui bà. Đúng rồi. Không vui. Không vui. Không vui. Khổ sở quá cũng chiều một đêm động phòng. Xong rồi bữa sau đi luôn. Bữa sau đi luôn. Bà bây giờ con hỏi nè. Đêm động phòng đó. Rồi ai nắm tay ai? Không ai nắm tay ai. Rồi sao động phòng nắm tay sao động phòng? Nắm tay gì như đàn ông mà. Ví dụ như cái mò mẫm này kia rồi vuốt ve rồi sao là mình con gái mình chịu sao nổi, con gái mình chịu sao nổi. Đó vậy đó thôi. Chịu không nổi cho nên không có yêu nhưng mà không yêu nhưng mà chịu không nổi nha. Thôi chở nha. Cũng là thương bà già, cũng chịu. Nhưng mà đám cưới rồi, nhưng mà nghĩ lại tới giờ bỏ đi lần nữa. Dạ nói thôi ông đưa tôi đi lên lấy quần áo. Tôi đi lấy quần áo rồi tôi sẽ trở về. Rồi ở nhà người chị thứ năm á, Mùi ơi Mùi, mày nghe lời con Sáu cho nó bỏ đi luôn đó. Cái lúc bỏ đi đó là thời kỳ là năm tư. Cuối năm 14. Tôi đi lính. Đi tiền. Do bỏ buồn bỏ đi vậy đó. Đi ở tù. À. Ở tù mấy tháng. Tù nghiệp vậy. Yêu. Mà bà phải bỏ đơn vị đi. Biết ở tù. Theo đuổi quá. Dạ. Khổ sở quá. Nó thương hại. Trở về. Đó vậy thôi. Vậy là tình đơn phương đó. Cái lúc 54 thì bà có bầu lớn rồi. Không. Chân cuối đánh, năm tới 7. 55. 55 đầu tháng 55. Tức cuối tháng 55 mới sanh thằng thứ hai. Sao mà anh không nhớ vậy? Anh đừng quên á, chuyện gì cũng quên á. Sao tôi có bầu mà tôi bỏ tôi đi rồi ai nuôi tôi? Cái bầu đó ai nuôi? À. Bà trở về thì mới có bầu, chứ không phải là có bầu trước rồi đi. Ờ, à, phải rồi, đúng. Nếu rồi. Nếu có bầu trước ai dạy gì đi? Đúng rồi, đúng rồi. Ai nuôi? Ai dạy mà đi phải không? Gian trừng. Gian trừng quá. Tức là lúc đó bà vẫn chưa yêu luôn. Chưa yêu. Rồi đến khi nào bà mới yêu ông? Yêu thì không có yêu. Không yêu luôn. À, theo đuổi mình khổ sở quá. À. Đau khổ quá. Lần lần cũng có nao nao lòng, cũng thương thôi chứ không có yêu. À, ông bà có mấy người con? 8 đứa. Trời ơi không ông có yêu. Yêu đó. Không, để nói cho nghe. Không phải là yêu mà có con nhiều đâu. Dạ. Khi sanh một thằng đầu lòng đó, tới 4 năm tháng sau có một lần thợ lộng có bầu. Có một lần là có ờ có một lần có bầu. Năm nào cũng vậy. 4 năm tháng sau sanh xong rồi 4 năm tháng sau một lần là có bầu. Trời vậy là 8 đứa 8 lần. 8 đứa là 8 lần đó. Lấy 18 tuổi 30 tuổi 8 đứa. Trời đất ơi, ta gọi là mắng đẻ đó. Mắng đẻ không phải, cái chuyện không phải mắng đẻ đâu nè. Kêu bằng cái gì đây nè, kêu cái gì đó đi đụng đầu giường. Đi gì? Đụng đầu giường cái là đẻ. Ờ đúng rồi. À, xã tôi tuổi dần, tôi là con heo. Bởi vì cái khắc khẩu nó có cái chuyện kỳ kỳ lắm. Bây giờ tôi ngắt lời ông. Thấy không? Tôi ngắt lời ông. Hồi đó mới đầu á, không chịu. Bác mà hỏi vậy bây giờ tôi tuổi dần, dữ dần lắm. Ông có chịu nổi tuổi không? Tôi chịu hết. Bằng lòng chịu hết. Bây giờ bà có đi trước tôi đi sau tôi cũng chịu. Hồi ông nói vậy đó. Bây giờ mà bà có con á, tôi giữ con cho bà đi coi hát cũng được. Nhưng mà đúng, hồi đó có một đứa, hai đứa rồi tôi đi coi hát á, thì ở nhà ổng giữ con. Rồi ổng đi coi hát, tôi ở nhà đi giữ con. Mới sống tới bây giờ. Không sao, ổng đi đôi rồi bà, không bao giờ hai người đi không, hát. Không chịu, tại vì tôi không thương ổng, tôi mới bắt buộc ổng bằng lòng như vậy, từ tôi mới lấy ổng. Trời đất ơi, tội nghiệp ông không? À, ông bây giờ ông kể một vài cái ví dụ mà thể hiện cái sự gian khổ của ông nữa. À, đi anh khởi đi. Bà làm gì ông? Lấy vợ, khi vợ chồng với nhau không bao giờ vũ phu quánh vợ, không bao giờ chửi vợ. Vũ phu chứ ổng có chánh, ổng có lách tôi nhiều hai lần.
nói là nói vậy chứ. Sanh hai đứa rồi, quýnh tôi một lần. Cái bà vợ vợ mà nói, mày quýnh vợ mày thôi, tao đuổi mày đi. Đuổi đi ở năm, ra ngoài đường. Ở ngoài đường á? Ủa sao, nhưng mà lúc đó sao đánh, hai người cãi nhau dữ lắm không? Người đàn ông lấy vợ trong gia đình không bao giờ vũ phu. Chỉ biết hồi còn tuổi trẻ mà, làm sao có sự nóng nảy. Nhưng mà mình thấy cái sự nóng nảy nó không có hay, là từ bỏ luôn. Từ bỏ cái sự đánh vợ. Ông có xin lỗi bà không? Không. Một cái chuyện xin lỗi đó là mình soi dịu một cách khác đối với người đàn ông như đối với vợ. Lấy một cách nào đó bù đắp. Mình dịu là một cái sự ga lăng. Ông ga lăng nhiều không bà? Có ga lăng nhiều lắm. Không. Ga lăng nhiều với chiều chuộng. Có chiều chuộng nó mới tương tới bây giờ. Đó. Đúng là hai người này khác khẩu nè. Dễ gây lộn lắm ha. À, dễ gây lộn. Nói cái gì cũng gây lộn. Tôi mà nói gà thì ổng nói vịt. Nha người không gây lộn sao? Ông có nhiều lần làm lỗi nhiều, gì không? Nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Hỏi kể. Hỏi kể thôi vậy thôi được rồi. Để con với ông đi qua đây chút xíu. Dạ. Con với ông qua đây. Bà nói ông với bà, ông có nhiều làm lỗi với bà lắm. Mình qua đây mình tâm sự cái đó đi. Đây là cái ba để ông nhớ về kỷ niệm ngày xưa. Đó, cái ba có thực đơn uống nè. Trở lại thanh xuân, trăm năm hạnh phúc, ngày ấy và nay, tuổi mộng xứ hoa, mực tím tình khúc vàng. Ông muốn uống loại nào? Cái này rượu hả? Dạ không, thức uống thôi. Cách thức uống hả? Dạ. Muốn tìm lại trăm năm hạnh phúc. À, trăm năm hạnh phúc. Hình như là các thực khách thích uống là trăm năm hạnh phúc lắm. Đây dạ, nó ngọt ngào lắm không? Trong đó nó cũng có đôi khi cái hương vị nó dịu dàng nhưng nó cũng có chút đắng cay. Dạ, con mời ông. Cảm ơn con. Dạ. Mặc dầu là ngọt ngào nhưng mà nó qua một thời gian thấy nó nhiều cũng cay đắng. Cay đắng, dạ. Con hỏi bà có tật xấu nào mà làm ông không thích không? Bởi vì hồi lúc cái vũ phu đó là gì? Bà gian dối mình, bà đi học, bà đi nhà học nghỉ đầm. À. Cho nên mình đi theo dõi, bực tức. Ủa nhưng mà nhảy đầm là vui mà ông tốt mà, sức khỏe mà, sao mà ông cho? Bởi vì mình cuộc sống của mình mới với nhau mà đâu có phải như gia đình sang trọng mà sung sướng mà nhảy đầm. Hay là ông ghen, ông sợ bà nhảy đầm rồi ôm người nào đó người ta ôm bà rồi ông ghen? Bởi vì người vợ của mình đã học nhảy đầm vậy đó là mình biết ghen rồi, là không có chung thủy với mình rồi. Bởi vì học nhảy đầm anh nhảy anh sang sẻ cái đó rồi anh mê anh thấy anh phải bỏ liền. Học nhảy đầm là sang sẻ tình yêu thương của mình cho nhiều người khác, cái quên chồng ở nhà bỏ chồng đúng không? Trời ơi, rồi ông đánh bà mạnh không? Đánh bay bông đồ bông luôn. Một mặt tay thôi mà bay chiếc đuôi. Thấy thương quá. Rồi sau đó ông ân hận không? Ân chứ sau này thôi không đánh. Là vì cái tuổi lúc đó bà có đôi mươi. Ông thương bà quá mà sao đánh bà vậy? Thương là một lẽ, nhưng mà cái sự ghen tương nó khác. À. Bây giờ mình thấy có nhiều khi ta còn tối tân hơn nữa. Tối tân hơn nữa. À, ngoài cái đó ra không có gì, bà không có xấu gì nữa. Có gì hết rồi sau này bà bỏ luôn. Ông yêu bà điều gì nhất ông? Bởi vì hồi xưa thương nhau trước nhất là ai cũng vậy, sắc đẹp. Sắc đẹp, bà đẹp lắm ha. Hồn trẻ đẹp chứ. Hồi xưa mặc dù là yêu, nhưng mà vì cái xã hội lấy nhau ăn cái tiền phụ cấp, trợ cấp vợ con, cho nên phải sống với nhau, đeo đuổi nhau. Nếu mà thôi nhau rồi á thì cái tiền đó không có. Trời đất mất. Vậy là sống với nhau vì cái tiền trợ cấp ông hả? Trợ cấp chứ. Nếu mình ly dị là mình không có tiền trợ cấp? Không có. Trời đất ơi. Giờ không biết sao có cái chế độ đó được ta. Thôi cũng nhờ cái cuốn sổ tiền gì đó, tiền trợ cấp đó. Trợ cấp. Mình có 8 đứa ha. À, bây giờ hạnh phúc nhất đó, con cái nó vẹn toàn. Dạ. Con cháu đầy đàn. Đầy đàn. Ông ơi, nãy con nghe bà nói á, là ông có rất nhiều lỗi lầm với bà. Vậy thì ông có nhớ là ông có những cái lỗi lầm nào cụ thể
với bà không? Ông có say nắng một cô nào đó, có một mối tình nào nó ở bên ngoài không? Không. Ở rể đi về gia đình rồi thì đâu có suy nghĩ mà muốn người này người khác được. Không có mơ một bóng hồng nào hết trơn. Không có mơ được. Rồi có cô nào mà theo đuổi ông không? Ở cũng có nhiều người chứ. Nhưng mà mình lúc đó đâu chỉ nghĩ cái người vợ thôi. Dạ. Vậy thì ông đã chọn đúng thực đơn uống trăm năm hạnh phúc. Mời ông. Cảm ơn con. Dạ. Ông nghỉ ngơi uống cảm nhận đi ông. Để bên kia bà nói chuyện với Ngọc Lan. Bà ơi, nãy giờ bà nghe cái câu chuyện của ông chia sẻ rồi đó. Bà thấy cái chỗ nào không đúng nè? Không đúng hết. Không có cái gì đúng hết hả? Ông nói là ông không có cái bóng hồng nào ở ngoài hết. Là có đúng không? Không đúng. Vậy... có nhiều bóng hồng. Nhiều hả? Ờ, nhiều là nhiêu? Nhiều là 4-5 lần. Trời ơi, mới đây nữa. Mới đây, mới tức mới gì? Mới đây không. Hồi 45 tuổi à. À, vậy hả? Ờ. Bà có nhớ hết những cái bóng hồng mà đi ngang qua cuộc đời ông không? Nhớ chứ. Đầu tiên sao mà bà phát hiện ra? Đầu tiên là ở ở Đà Lạt. Dạ. Ông mới có 24 tuổi. Dạ. Bữa đó ông coi cái phim Người Lấy Ma. Đi coi phim chung. Ừ. Cái bữa đó ông mới mời cái con đó sáng ngày mai đi chụp hình. Con đó từ chối. Cái ông mới buồn ngủ không được. Ông mới than thở, ông mới cái làm cái câu thơ mà buồn tình ai thấu trời trắng lên đó. Dạ. Ủa sao cái ông này lại không có đêm nay không ngủ mà lại làm thơ đi tới đi lui. Cái xin nghi rồi. Cái hạch ra mới ổng mới khai khai. Con đó là con quê. Dạ. Nó người Quế. À, ở cùng... quê người Quế. À. Nhiều lắm. Bây giờ ngồi kể là chắc kể tới sáng luôn đó. Ờ, kể tới sáng luôn. Trời ơi, vậy là hồi nãy ông không nhớ rồi cho nên ông là... ông không nhớ, quên rồi. Dạ. Rồi bà bực không? Bực chứ. Mới đòi ly dị đây, 70 đây đòi ly dị. Trời đất ơi. Đòi ly dị bà hoài. Lý do làm sao mà đòi ly dị? Nói không hợp nha. Cả nhà hoài nói bà vì tiền, bà sống với tôi vì tiền. Mà hồi đó giờ ông có làm, có đưa tiền tôi đâu mà làm gì tiền. Bây giờ là ba mặt một lời nè. Ba mặt một lời, nãy giờ nghe kể mà cũng khó chịu thôi. Đưa ông qua ba mặt phụ lời đi. Hồi nãy hỏi ông á là ông không có mối tình nào, không có làm gì sai với bà. Ừ. Nhưng nghe bên bà kể nó ông có ba mối tình. Sơ sơ bốn người. Bốn người, có không ông? Cái tuổi mình còn cái thời xuân đẹp trai, thiếu gì người thương. Nhưng mà mình thấy không có thể thương được. Bởi vì mình còn cái trách nhiệm con cái mình nhiều, cái bổn phận. Mà có không? À, có không? Mà có không? Có không? Mà nói gì? Mà hỏi anh có không? Mà anh nói còn thương. Tại tôi lầm tin. Rồi người ta bỏ ông. Ông mới trở về gia đình. Mà có không? Mà có không? Có chứ, ông nói có. Cái chuyện mình tình yêu mà lắm lúc này kia nọ. Làm sao khỏi? Bởi vì làm trai mình đẹp trai mà thiếu gì tha thương mà không để ý. Tôi nói nhưng mà hồi nãy anh kể với Nguyễn Linh là anh không có ai. Anh kể chặt quá hết, chặt quá hết. Không chuyện là lương tháng này kia không được. Là chặt quá hết rồi. Ông bà đúng là khắc khẩu. Nhưng mà rất thương nhau. Rất thương, khắc khẩu nhưng rất thương nhau. Mà bây giờ con hỏi ông là lý do sao mà cứ năm đòi ly dị một lần vậy? Năm vừa rồi tôi nói bà. Mới năm vừa rồi để ly dị nữa. À, ly dị nữa. Trời đất ơi. Cái lộn khắc khẩu nó này kia không. Bà nói vậy chứ năm 55 năm đau gần chết, mổ hai cuộc giải phẫu gần chết là ở đó mà yêu. Bận đi mổ, ta đâu có đòi ly dị. Năm 55 là mổ sạn, yeah. Nằm ở An Sinh. Rồi sau hết sau mổ rồi là bệnh tiến triển liệt. Một năm mà giải phẫu hai lần. Nhưng mà rồi mà ghen là thôi. Tôi với anh cãi lộn nhau. Rồi anh không nghe lời nó. Tôi với bà ly dị. Bà đi ly dị đi. Tôi muốn ly dị bà. Mà anh đi, đâu có nhớ. Mà ly dị. Anh quên. Đừng cãi nữa. Cãi hồi ông giận lên. Nó ly dị ngay đây luôn. Đúng đó. Rồi đúng. Nói chung là khắc khẩu nhưng yêu nhau. Nói ly dị không thôi chứ đâu. Ly dị yêu mà. Thôi ly dị đi. Nhưng mà trong lòng không có muốn. Đúng không ông hả? Đúng không?
bây giờ mình lớn tuổi rồi, hồi 70 tuổi thì nhịn rồi, không có cái lộn nữa. Dạ. Thì bây giờ ông có nói rồi, ông đòi đi vị này kia thì nói, à, ông đi vị thì ra tôi phường tôi ký. Rồi từ hồi rồi cũng vui vẻ hết. Mình không có tranh cãi nữa, khắc khẩu nhau là biết rồi. À. Bây giờ mình xem hình ảnh của con cháu đi, lấy đó cái làm cái niềm vui để hai ông bà không có cãi nhau nữa. Xin mời ông bà nhìn về màn hình. Con nhớ hồi nhỏ mỗi ngày được ông ngoại chăm sóc, đưa con đến trường suốt những năm mẫu giáo và tiểu học. Bà ngoại tuy buôn bán cực khổ nhưng vẫn dành cho con những đồ ăn khi bán về. Tuy chồng con là người nước ngoài không hiểu nhiều về phong tục tập quán của người Việt, nhưng anh ấy hiểu rằng ngoài tình thương dành cho mẹ con, còn dành cho ông bà ngoại. Đó là lý do tụi con chọn ngày làm đám cưới của tụi con tại Sài Gòn. Hai con kính chúc ông bà ngoại luôn dồi dào sức khỏe và luôn bên nhau nha. Chào ba má, má khỏe không? À, bên này tụi con cũng khỏe. Lâu lắm cũng gặp ông nội bà nội rồi. À, con cũng nhớ mọi người ở Việt Nam. Nắm cũng nhớ nè, nói hello nè. Con cũng mong được sớm phải được về Nam để thăm mọi người luôn đây. Con nhớ hồi xưa con thích những lần ba má cãi nhau, và sau những lần cãi vã đó là những trận cười hạnh phúc của ba má và của tụi con. Ngày xưa thực sự nhà mình không khá giả gì. Con nhớ ngày xưa má phải đi bán hàng rong, bán trà đá và bán phụ tùng xe đạp trên dọc đường Phạm Văn Hai. Ba thì đi làm công nhân. Mỗi chiều về ba hay đi đón má bằng chiếc xe đạp của mình. Và cái cảnh con nhớ, luôn luôn nhớ là ba chở má trên chiếc xe đạp. Phía sau má ngồi với một cái nón lá, và một tay thì cầm một cái túi ni lông trong đó đựng đầy thức ăn cho tụi con. Không biết ba má còn nhớ không, thì những ngày đó thì tụi con sau giờ đi học về thì con với anh Sáu thì đi lãnh vé số đi bán rong. Anh Năm thì lại đi làm công cho nhà người ta. Anh Ba cũng vậy. Chị Tư thì đi dạy ở Củ Chi, đôi khi ở biên giới Tây Nam. Còn thằng Út thì cũng đi bán thuốc lá dạo. Nhà mình khó khăn như vậy, rất là khó, rất là khổ. Nhưng mà không bao giờ vắng tiếng cười. Tụi con thấy vui nhất là những lúc ba má cãi lộn nhau. Tại vì mỗi lần ba má cãi lộn nhau, thường nhà người ta cha mẹ cãi lộn, con cái nó khóc um sùm mà. Còn nhà mình ba má cãi lộn thì tụi con hò hét. Tụi con còn khuyến khích ba má cãi lộn, bởi vì tụi con biết rằng là sau những trận cãi lộn đó là những nụ cười hạnh phúc của cả gia đình mình. Rồi cùng nhau ngồi ăn bánh trong cái căn bếp nhỏ nhỏ, mở nhạc lên, ba nhảy đồng với má, tụi con nhảy theo. Con thì không sống trong gia đình cũng từ lúc nhỏ rồi, tại con phải theo bà ngoại về Sài Gòn. Mà cũng có lúc là con nghĩ rằng là, ủa tại sao có một mình về Sài Gòn, còn mọi người được sống trong cái ngôi nhà, cái sự yêu thương của ba má. Nhiều lúc con cũng trách ba má như vậy. Nhưng mà lớn lên con mới biết rằng, để sinh ra một đứa con để nuôi nó và để cho nó trưởng thành, đó đã là một khó khăn. Còn đằng này ba má vừa khó khăn vừa nghèo, phải nuôi 7-8 đứa con. Đó là một thử thách rất lớn đối với con, đối với tất cả anh em trong gia đình. Ba má là một tài sản vô giá nhất. Sao giờ tự nhiên con thích ông bà cãi nhau quá nha. Con thích mấy lần ông đang nói là bà quay qua. Không đúng đâu, nói vậy trật lất rồi. Con thấy ông bà là cãi nhau, nhưng mà cái cãi nhau đó là một cái niềm vui. Hồi nãy anh Nhàn anh nói đó, mỗi lần con cháu thấy cha mẹ cãi nhau là hò hét cổ vũ. Cãi nữa đi. Bởi vì con cháu biết rằng là sau cái chuyện cãi nhau đó là ngập tràn hạnh phúc trong gia đình. À, cảm ơn ông bà rất là nhiều trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Anh cân đối xứng xứng với em rồi. Em có phải là một người gia trưởng không? Dạ không ạ, em không có tính gia trưởng. Hiền lắm, không có gia trưởng đâu. Anh thấy mặt rất là dễ thương, phúc hậu, rất là hiền nữa. Em không thích gì điều gì bạn gái? Dạ em nếu mà điểm không thích ở bạn gái thì thứ nhất là em chỉ ghét hai sự, tức là giả dối và phản bội. Giả dối phản bội? Dạ. Đêm qua chỉ có giả dối phản bội không? Dạ. Trong tình yêu thì không chấp nhận được gì. Ôi, chào em. À, anh bên đây em dễ thương, hiền lắm. Dạ. Rất là hiền ha. Dạ.
Nhưng mà cái khoảng cách từ Bình Thạnh tới Biên Hòa đến thấy sao? Dạ, con thấy nó không có xa lắm. Không xa lắm đúng không? Dạ. Nếu mà sau này mà hai bên xác định thì con có thể chuyển về công tác Biên Hòa cũng được. Ồ, hay quá. À, lấy quân nhân á thì cũng phải chịu hy sinh một số vấn đề gia đình. Dạ, nhân. Thí dụ như là thời gian nè, sự chăm sóc nè. Dạ. Bạn nghĩ sao? Rồi. Xin chào ạ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Cát Tường, chào quý vị khán giả. Con tên là Dương Cẩm Giang, năm nay con 24 tuổi. Sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, nhưng hiện tại gia đình con đã chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống hết rồi. Mình đang làm công việc gì? Dạ, trước đây á thì con làm thư ký nghiệp vụ cho một văn phòng thừa phát lại. Cuối năm 2016 á thì con bận học đại học. Thì là con dừng công tác tại văn phòng thừa phát lại. Và cũng lúc đó thì do em họ lại bận thi y nữa nên thôi quyết định là dừng công tác và đi học và dạy cho em trai. Thì cuối tháng 7 này thì em trai đã thi xong và con đã nhận việc làm thư ký cho một công ty bất động sản. Tóm lại là hiện nay đang làm thư ký cho một một công ty bất động sản. Rồi, mời bạn nam. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Em xin giới thiệu, em tên là Trần Quang Minh. Em đang hiện tại đang làm trợ lý quân nhu của tại Trung đoàn 935 sân bay Biên Hòa. Đang làm gì em? Trợ lý quân nhu ạ. Quân nhu hả? Dạ vâng, trợ lý quân nhu. Là về trợ lý quân nhu là công việc của em là liên quan đến ăn uống và ăn mặc ạ. Ồ, cái này ngon rồi nha. Dạ. Tức là sẽ theo dõi về chuyện ăn uống hậu cần này kia ha. Dạ đúng rồi ạ. Quần áo này kia ha. Dạ đúng ạ. Bạn bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Dạ năm nay em 26 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Biên Hòa. Hiện nay cũng đang làm việc ở Biên Hòa luôn đúng dạ, không? Dạ vâng ạ. Rồi. Vậy là thuận tiện rồi, làm gần nhà rồi ha. Dạ vâng ạ. Ủa, em nãy em nói em đang làm ở công ty ở đâu, thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Trước tiên thì em kể về điểm yếu em trước. Rồi nói lớn lên cho anh nghe. Em thì hay mất nước. Ví dụ như anh trai mà nói nặng một xíu là tự nhiên cái nước mắt chảy thôi mà không biết chảy vì sao. Chà, chết à. Lại là em hơi hiền lành, hiền quá nên dễ bị ức hiếp. Ví dụ như lúc nhỏ hai anh em đi học có một cái anh kia anh cứ hay giật tóc em. Xong cái về không dám mét mẹ mà cũng không dám nói bố luôn. Xong là về kể anh trai cái là hai anh em bày kế ra. Đợi cái bạn nó đi ngang nhà xong rồi anh ôm cái bạn nó lại xong rồi em cắn một cái xong rồi chạy vô nhà hai anh em đóng cửa lại. Trời ơi, đúng quỷ không? Nhưng mà giờ em yên tâm, nếu em có một bạn trai là quân nhân thì anh nghĩ là không ai dám ăn hiếp em. Dạ. Nhược điểm thứ ba là em dễ bị mềm lòng lắm. Ví dụ như biết rằng là mình không có muốn giúp người ta nhưng mà người ta năn nỉ một hồi cái tự nhiên cái mềm lòng mới giúp đỡ. Điển hình như là một lần đó bạn kia bạn mượn tiền em. Mượn tiền xong rồi biết là thế nào là một là mất tiền, hai là mất bạn, hay là cũng quyết định là cho mượn tiền, xác định luôn là mất bạn, mất luôn tiền. Cuối cùng là y như vậy. Dạ. Hay quá, chúc mừng em. Dạ. Còn còn nữa hả? Dạ không. Khuyết điểm nhiều vậy? Dạ hết khuyết điểm rồi. Dạ. Giờ tới ưu điểm. Ưu điểm thì như em nói là sống đơn giản, hiền lành, nhiệt tình, vui vẻ, thích làm những công việc nhà, làm đồ handmade chẳng hạn, ví dụ như cái hoa này là do em tự làm. Dạ. Rất là khéo tay. Dạ. Những thường rảnh rỗi thì hay phụ mẹ làm việc nhà hay giúp đỡ anh trai. Rồi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, anh về ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em không hút thuốc, không rượu bia. Còn về khuyết điểm thì nói lớn lên em. Dạ, còn về khuyết điểm thì em đôi lúc có khi đôi lúc hơi cầu toàn quá nên là người ta nhận xét là hơi khó tính á. Với lại nhiều khi em kiểm soát cảm xúc không được tốt lắm á. Có nghĩa là ví dụ như kiểu em nghe một bài hát nào đó mà động lòng thì có thể khóc. Rất là buồn đến lúc mà khóc luôn hả? Ví dụ như là bài Cha Là Rồi Lắm Không của Phạm Hồng Phước á. Dạ, em rất là xúc động vì nghe bài hát đó. Em thuộc bài đó không? Dạ cũng có nhưng mà không. Hát vài câu đi. Dạ, em hát rồi. Dạ, em nói lớn lên cho bên đây nghe với em hát lớn lên. Dạ. Cho một tràng pháo tay hát lớn lên nha. Cha thường kể nhiều lắm về thời niên thiếu. Cha hay đạp xe mỗi sáng cóc cách tới trường. Ngay khu phố trước nhà
có khu già bán bánh thơm lừng, những chiếc bánh bao tròn mùi ấm áp khói bay. Mẹ kể ngày xưa thời đấy trông mẹ đẹp lắm, cha con say đắm say đuối nhớ thương hoài tư. Ôi những túng hẹn hò, chiếc xe đạp đưa đón con về, những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Cha già rồi đúng không, mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không, sao cứ nói lung tung chuyện cũ. Cả cuộc đời với cha, chỉ sống để yêu một người là mẹ của các con thôi. Có lẽ cuộc đời còn có bao nhiêu lần 10 năm nữa. Cha kể tôi nghe. Em cảm nhận giọng hát của anh như thế nào? Dạ, giọng của anh rất là ấm, rất là truyền cảm và rất là hay. Khóc không? Dạ, nghe rất ấm lòng. Nghe ấm lòng. Cặp này gặp nhau có chuyện gì khóc rồi không biết ai dỗ ai. Về tình trường thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, dạ. Em đã trải qua 2 mối tình ạ. Một mối tình là thời em học lớp 12 và một mối tình là bắt đầu năm cuối ở đại học ạ. Mối tình cuối này kéo dài không em? Dạ, kéo dài 1 năm ạ. 1 năm? Dạ. Lý do chia tay? Dạ, lý do chia tay là do khoảng cách xa, địa lý xa quá. Xa luôn? Dạ. Ở đâu mà xa? Dạ, do là em học năm cuối thì đến lúc em ra trường là người yêu em ở Hà Nội, còn em thì vào trong Biên Hòa làm việc. Thì với lại bố mẹ cô ấy cũng không đồng ý là cho yêu xa vậy, cho nên là lý do là chia tay. Lý do yêu xa nha. Bạn gái bên kia hiện nay đang ở đâu vậy? Dạ con đang ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hả? Con đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà quận mấy bạn? Dạ con ở Bình Thạnh. Bình Thạnh hả? Dạ. À, Bình Thạnh nó Biên Hòa nó cũng không xa. Không xa đúng không? Dạ. Trải qua bao nhiêu mối tình em? Dạ chính xác là 2 mối tình. Từ nhỏ tới lớn đến lúc mà học năm nhất năm hai đại học luôn á là chưa có quen ai hết. Bởi vì mẹ luôn luôn dặn là trời ơi con ơi lo học trước đi rồi yêu sau. Rồi sau đó tới năm 3, năm 4 bắt đầu hối. Chuyển suy nghĩ là hối là phải quen bạn bè rồi. Người ta bạn bè người ta đã có bồ hết trơn, người ta lựa con đó. Xong thì cũng có quen một bạn lúc học đại học. Nhưng mà lúc đó do hai bên bận học này nọ rồi cũng chia tay. Rồi bạn sau thì do bạn không có định hướng rõ ràng trong tương lai, bạn cũng không có định hướng là bạn ở lại hay là bạn về quê, nên rồi cuối cùng cũng chia tay luôn. Dạ. Nói chung thì mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm gì, dạ, sóng gió gì trong tình yêu ha. Dạ. Bây giờ bạn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Tại vì con là người sống đơn giản nên mong muốn một bạn trai cũng là một người sống đơn giản thôi, chân thành, hiền lành, như là bố của con là được rồi. Tại vì bố con là người rất là thương mẹ con. Nhiều khi là bố mẹ cãi nhau nhưng mà chưa bao giờ cãi trước mặt con cái, là hai bố mẹ cãi nhau là bơi xuồng ra ngoài ruộng, xong rồi cãi nhau xong rồi về vui vẻ lại bình thường. Không để cho con cái phải chứng kiến những cái cảm bất hòa của hai vợ chồng đúng không? Dạ. Muốn tìm một mẫu người bạn trai như vậy. Dạ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích ở bạn trai thì không thích tính gia trưởng cho lắm. Còn ngoại hình thì không có đánh giá cao ngoại hình. Chỉ là bạn không cần gia trưởng là được. Chỉ cần không cần gia trưởng thôi. Dạ. Bạn trai, mẫu người bạn gái của em thì sao? Dạ, mẫu người bạn gái của em thì trước hết là bạn gái vui vẻ, hòa đồng và năng động, một chút gì đó cá tính. Và hơn nữa là phải thông cảm, biết sẻ chia. Còn về ngoại hình thì không cần phải là quá đẹp quá hay gì, chỉ cần cân đối tương xứng với em được. Em có phải là một người gia trưởng không? Dạ không ạ, em không có tính gia trưởng này. Hiền lắm, không có gia trưởng đâu. Anh thấy mặt rất là dễ thương, phúc hậu, rất là hiền nữa. Em không thích gì điều gì ở bạn gái? Dạ em nếu mà điểm không thích ở bạn gái thì thứ nhất là em chỉ ghét hai sự tính là giả dối và phản bội. Giả dối, phản bội? Dạ. Để em qua bên kia coi có giả dối, phản bội không? Dạ.
trong tình yêu thì không chấp nhận được điều đó. Ôi chào em. Dạ. Anh bên đây cũng dễ thương, hiền lắm. Dạ. Rất là hiền ha. Dạ. Nhưng mà cái khoảng cách từ Bình Thạnh tới Biên Hòa đó anh thấy sao? Dạ, con thấy nó không có xa lắm. Không xa lắm đúng không? Dạ. Nếu mà sau này mà hai bên xác định thì con có thể chuyển về công tác Biên Hòa cũng được. Hay quá. À, lấy quân nhân á thì dạ, cũng phải chịu hy sinh một số vấn đề gia đình cá nhân, thí dụ dạ, như là thời gian nè, dạ, sự chăm sóc nè. Dạ. Bạn nghĩ sao? Dạ, kiểu như con là người phụ nữ gia đình đó, theo nghĩa phụ nữ truyền thống thì con nghĩ vấn đề này rất là bình thường. Bình dạ, thường. Dạ. Ồ như vậy tốt rồi. Dạ. Vậy là chú yên tâm rồi đó. Chứ đàn dạ, trai đẹp trai rồi nha. Có không? Phải không? Đừng nổ nha. Trời ơi. Đừng có ưu tiên nha. Không ưu tiên đâu. À. Coi đi rồi biết. Bây giờ nếu như mà được á thì bạn muốn khi nào tiến tới hôn nhân? À, thời gian thì con nghĩ là chắc là do bên Nam quyết định đi con, thì sao cũng được. Sao cũng được. Dạ. Nếu mà giả tỷ người ta muốn lấy luôn 3 tháng 6 tháng tới là lấy luôn, chịu không? Chắc nghĩ là chắc mẹ gả luôn. Mẹ gả luôn? Dạ. Ủa vậy hả? Dạ. Vậy mẹ có dặn dò gì nữa không? Dạ không. À, em nghe quân nhân là em có sợ bị dân hiếp hay có ngại gì không hay là thích? Dạ, cảm thấy rất là ngưỡng mộ những cái anh quân nhân, tại vì họ có một cái nề nếp kỷ cương rất là rõ ràng. Dạ. Nên là nhiều khi thấy đi ngoài đường thấy những anh quân nhân rất là ngưỡng mộ. Hy vọng được một ngày nào đó được gặp anh chụp một tấm hình ké cũng được. Lát nữa em chụp hết mấy anh này luôn. Dạ. À, dạ. Hèn chi chưa chân đòi xuống Biên Hòa ở rồi. Wow. Mày ha, quá dữ ha, hoài. Cô này cô nói cô rất ngưỡng mộ mấy anh quân nhân. Mà nhìn anh này chắc ngưỡng mộ dữ nữa. Dạ. Được. Muốn ăn có ăn nè, muốn mặc có mặc nè. Là khỏe rồi đó. Quân nu mà. Nuôi là trắng da dài tóc luôn ha. Trắng da dài tóc luôn. Bây giờ Tường hỏi bạn nè. Bây giờ nếu được thì khi nào bạn tiến tới hôn nhân được? Dạ em thì hiện tại là 26 tuổi thì em nghĩ là thời điểm hôn nhân để mà chín chắn mà tới tiến tới hôn nhân để lo cuộc sống gia đình sau này thì em nghĩ là khoảng 2 năm nữa là 2 năm phù hợp. Dạ. Vậy thì bây giờ 2 năm này nè, cái chuyện hẹn hò là nó cũng hơi khó khăn đó, thì em định sắp xếp hẹn hò như thế nào? Không, mà công việc của em thì ngoài cái giờ thời gian mà công việc hành chính á thì em buổi tối có rảnh, và trừ lúc trực chiến thì thời gian sẽ vẫn thu xếp để cho bạn gái được ạ. Rồi. Dạ. Do mình cố gắng thôi, chứ còn mình cố gắng đến với nhau thôi, chứ còn cái thời gian mình sẽ sắp thu xếp được. Có nghĩa là nhà bạn gái thành phố Hồ Chí Minh đối với em là không vấn đề gì hết đúng không? Dạ vâng ạ. Sau này nếu mà cổ đi theo em xuống Biên Hòa thì em có lo cho cổ được không? Dạ dạ được ạ. Nhà Biên Hòa luôn mà. Được dạ. Ha. Ừ. Rồi thấy quá hợp lý rồi. Hợp lý được rồi. Nói hết trơn. Bây giờ mình hỏi người thân thôi. Hôm nay em đi với ai bạn gái? Em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị họ và em Trang. Dạ. Yeah. Rồi, đâu cho gặp chị của em đâu. Dạ. Yeah. Chào anh Quyền Linh, chào chị Tường, chào khán giả trường quay. Giang ơi, bạn trai là cái mẫu người đúng như em chọn đó. Yeah. Hiền, dễ thương. Còn em trai bạn Giang của chị là không có phản bội đâu. Yeah. Rất là ngoan, nhiệt tình. Nói chung là bạn Giang là mỗi người phụ nữ của gia đình á. Không có phản bội đâu, yên tâm đi, chỉ bảo đảm rồi đó. Chị có muốn đặt yêu cầu gì bên đây không? Dạ không à, em thấy là ổn. Ổn cái gì hả? Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Để được cho em. Để được cho em. Rồi. À, không biết là mấy anh, có anh nào sẽ đại diện cho bên nhà trai ạ? À? Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả xem truyền hình. Anh muốn nói với Minh mấy câu như thế này này. Em Giang bên này thứ nhất là hiền, thứ hai là ngoan, thứ ba là thông minh, xinh đẹp, đẹp lung linh đấy. Thế và anh thấy là rất hợp với Minh. Thế còn anh nói với Giang là Minh là một người rất là ngoan, ngoài phẩm chất đạo đức chính trị rồi về năng lực chuyên môn rất là tốt. Minh còn rất là tài giỏi trong việc đi chợ. Và thứ hai là thêu thùa may vá, gập quần áo là chuyên ngành đấy. Thế là anh hy vọng là hai người sẽ đến với nhau. Xin cảm ơn. Trời, quá tốt. Lời giới thiệu của thủ trưởng rất là ý nghĩa. Dạ. Nấu nướng này kia, đi chợ ha, may vá thiêu thùa số 1. Trời ơi, chị là chị bóng liền chứ chị không giờ hiếp của người đàn ông mà đi chợ mua may vá thiêu thùa lắm em ơi. Rồi thôi, bây giờ là nói thì nói, vẫn theo thủ tục là hai bạn phải gặp nhau trò chuyện tâm tình coi mình có
cảm tình với nhau hay không nha. Kéo màn lên. Anh luôn là xanh luôn ha, thấy đồng phục không? Màu xanh hy vọng. Rồi, chúng ta có khoảng không gian riêng đó. Các bạn cứ tự thoải nhiên thoải mái đi nha. Dạ. Anh muốn hỏi bây giờ là hiện tại cảm xúc của em nào khi nhìn thấy anh? Dạ, cảm thấy rất là hồi hộp. Dạ. Lần đầu tiên được gặp một anh quân nhân rất là đẹp. Dạ. Ủa em có like gì không? Sao thấy mặt em là like phải không? Dạ. Lai là sao vậy? Thấy đẹp mà kiểu đẹp giống nước ngoài á, hơi... Dạ không ạ, bố mẹ em là người Việt hết rồi. Dạ. Người Việt, mặt rất là đẹp trai. Khen giùm thôi. Dạ. Rồi tiếp đi bạn, tâm sự, tâm sự. Mấy anh phòng không, anh nào cũng đẹp trai chứ. Gia đình anh có anh nào cũng đẹp chứ. Đông anh em không ạ? Gia đình anh có 4 người. Dạ. Bố mẹ anh với lại anh và một em trai nữa. Dạ. Đang học lớp 12. Dạ. Nhà em thì hơn nhà anh một xíu. Nhà em có 5 người, bố mẹ em, anh trai hơn em 2 tuổi. À, em và một cô em gái đang học lớp 7 luôn. Yeah. Yeah. Bây giờ em sở thích của em là bây giờ em thích đi xem phim, uống trà sữa như em như ba cô gái khác không? Dạ. Yeah. Thỉnh thoảng thôi anh, thường thì rảnh thì em ở nhà đọc sách, thêu, em thích thêu, nấu ăn, làm bánh. Dạ. Yeah. Em thêu tranh cũng không đến nỗi xấu lắm. Em không có câu hỏi gì với anh à? Dạ. Lần đầu tiên anh gặp em, anh cảm thấy thế nào? Thì nãy như lời của anh Cường nói thì em rất là hiền. Dạ. Ngoan, nhỏ nhắn, xinh xắn. Dạ. Thì anh thì chỉ biết cảm nhận đầu tiên của anh chỉ là như thế thôi, chứ còn dạ, sau tìm hiểu thì nó sẽ khác. Anh mong muốn có một mẫu bạn gái như thế nào? Nãy thì anh có nói đó, thì về ngoại hình thì nó cũng tương đối là tương xứng. Yeah. Về tính cách thì phải qua tìm hiểu, qua trò chuyện lâu ngày thì mới biết được, đúng không? Yeah. Còn bây giờ thì ấn tượng ban đầu nó là như thế thôi. Còn về lâu về dài thì mình phải tìm hiểu nhau thêm, đúng không em? Nếu đừng có phản bội là được. Dạ. Yeah. Tương lai thế nào bạn? Bạn thử định hướng tương lai. Nếu như hai người lấy nhau, ta sẽ làm gì, ở đâu, làm gì và phát triển kinh tế như thế nào? Anh nói trước. Anh nghe câu này hơi xa quá. Không, mình cứ thử tính thôi sao? Dạ, thì bây giờ tương lai xa thì nếu mà chúng ta đến với nhau thì em có đồng ý về Biên Hòa hay không? Dạ. Khi nãy em cũng có nói là nếu như mà chúng ta xác định đó, thì em có thể chuyển công tác về Biên Hòa công tác. Vấn đề con cái thôi nè, trai gái gì đó, mình thỏa thuận nhau luôn đi, ai thích trai thích gái gì đó. Cổ về Biên Hòa thì cổ ở đâu em? Thì ở nhà em. À, nói với cổ. Dạ. Dạ. Còn vấn đề về con gái thì không quan trọng con trai hay gái, con nào cũng là con hết. Dạ. Nên là cứ để ra là con mình là mình yêu thương thôi. Còn... Dạ. Còn anh không quan trọng trai gái, cũng không gia trưởng gì hết. Dạ. Kinh tế, quản lý kinh tế như thế nào? Nếu mà quản lý kinh tế thì lương của em như lương quân nhân thì mọi người cũng biết chỉ có lương không thôi, còn sẽ lo cho người vợ quán xuyến. Dạ. Còn em chỉ lo tập trung vào công việc và dạ, chăm sóc gia đình. Bây giờ kế hoạch hẹn hò trong thời gian sắp tới để mà chờ mà tới tìm hiểu và tới hôn nhân thì còn một đoạn đường cũng dài đó. Đoạn đường đó em định hẹn hò lập kế hoạch ra sao? Kế hoạch phải... Thì những lúc thời gian rảnh thì có thể... Thời gian rảnh có thể lên Sài Gòn đưa bạn gái đi chơi xem phim. Em hỏi cổ thử coi là bây giờ cổ nhõng nhẽo lắm á, cổ hay mít ướt hay khóc nữa. Yeah. Bây giờ bao lâu thì em thăm cổ được một lần, cổ rảnh cái giờ nào, có trùng khớp cái thời gian với em không? Em trao đổi với cổ coi. Em thứ bảy nhật em có rảnh. À, thường em làm từ... thứ hai thứ bảy từ 8:30 đến 5:30, còn những các buổi tối thì em đều rảnh, thứ bảy chủ nhật rảnh. Chỉ vậy... có thứ ba với thứ năm em đi học tiếng Trung thôi. Vậy thì cơ bản thời gian là chồng. Dạ. Rất là thời gian rảnh của anh. Dạ.
nếu mà có gì thì chúng ta sẽ hẹn hò. Em có bài hát nào đó tỏ tình với cô gái không? Nãy vừa hát xong giờ lại hát nữa. Hát tỏ tình đi. Hai bạn, hai người kiếm bài hát chung được không? Có không? Dạ con hát dở lắm. Nếu anh nói anh yêu em gì đó. Thôi em sẽ hát bài Ánh Nắng Của Anh của rồi. Đức Phúc. Em có thể đứng lên, hai người đứng lên để nhìn thẳng mắt nhau trong lúc hát đó. Nào, đứng sát vào nhau. Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua mơ man, riêng anh mặc mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Em gái bận nắm tay đi bạn. Nào, em gái cảm nhận những giây phút vừa qua thế nào, hãy nhìn thẳng thẳng mắt anh ấy nói. Rất là hồi hộp và tay rất là run ạ. Giọng anh rất là ấm, rất là truyền cảm và ngọt ngào. Anh hãy nói câu gì từ đáy lòng của mình đi. Giờ em hiện tại thì em đồng ý hẹn hò với anh nhé. Rồi, hết thời gian. Mời các bạn về vị trí. Đến giờ phút quyết định rồi nha. Để tay nút bấm đi các bạn. Sang. Màu xanh quân nhân. Lãng mạn quá. Đẹp trai hát hay, nấu ăn giỏi, giặt giũ thêu thùa may vá. Tôi chỉ nói nhiêu đó thôi, không nói gì thêm. Mấy anh chú ý là ở cơ quan mình có anh nào đó cởi cởi các tường, nhớ liên hệ với chúng tôi nha. Thôi, lo vụ này đi, lo vụ này đi. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết sếp định. Sếp em á, sếp quân nhu có đây không? Không hỏi có chưa? Tập trung đi chuyên môn đồng chí. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau đi các bạn. Thật sự nãy khi mà hai bạn cầm tay hát đó thì anh thấy một cái không gian lãng mạn về tình yêu. Phải nói lúc đó tin chắc rằng ở trên mạng nhiều người bắn tim cho các bạn lắm. Ha, cặp đôi này đẹp đấy, đẹp, rất là lãng mạn. Rất đẹp. Và anh nghĩ rằng là đây là cơ hội mà chúng ta có thể tiến xa hơn, cố gắng tìm hiểu nhau nha. Dạ. Những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng là của các bạn. Quà tặng mà Viettel dành cho hai bạn đó là mỗi người một chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2,2 triệu, có cài sẵn ứng dụng Mocha. Khi sử dụng ứng dụng Mocha, các bạn có thể gọi điện, chat và đặc biệt là xem phim nghe nhạc cùng nhau, rất là thú vị. Hai bạn nhớ phải liên lạc với nhau nha. Nào, hôn nhau cái nhân ngày gặp mặt đi. Dạ thôi. Dạ. Hôn đi. Hôn đi. Dạ. Hôn đi. Bé dễ thương, dễ sợ. Dễ thương thiệt á. Mới vừa đưa vô con này. Trời ơi. Thì có ở đây mấy cô kia là toàn là né né đồ gì là nhắn lại trời ơi. Hai anh quân nhân á, anh quân nhân trước thật sự là hơi khô chút xíu. Anh nói cũng đúng, hơi vô cảm xíu.
Nhưng mà anh quân nhân thứ hai này tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Rất tình cảm, đầy đủ hết trơn á. Đẹp trai nữa, cô này cũng quá dễ thương luôn. Thôi chúc các bạn sớm trở thành cặp đôi dễ thương nhất trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn